Cây này cái nụ không các bạn, cây này già cây lắm. Cây này nụ cái ghê luôn. Cây này được cái già với nụ. Đế thì dạng cây khai thác, đế có rễ vòng vòng vậy thôi chứ còn không gọi là cây có đế nhiều. Mấy cái này thì giá cũng rẻ mà, giá sinh viên thôi, rẻ. Cái này về ngô bạn bắt cành vô chơi giải trí. Già lắm, nụ cái ghê luôn các bạn. Nụ tới trưởng luôn rồi. Nó cũng già lắm, nổi trong cái cục ung bú nó tùm lum tùm la hết. Già, cái này được cái nước già. Cái này chiều cao nó khoảng 32 thôi, 32 35 thôi. Cái hoành nó khoảng 30. Thủ công nha các bạn. Mấy cái này cái giá cũng rẻ các bạn. Tại nói chung nó có vàng nâu, đế thì dạng thường không gọi là đế đẹp được, có vàng nâu là được cái nước già, chỉ nuôi cái sẹo ngọn nữa xong với lại nuôi đế. Nói chung cây này trẻ mình nuôi chơi giải trí cũng chỉ cần nuôi sẹo ngọn rồi đế mình thích nuôi thêm cũng được, cây giải trí mà. Mấy cái này không có nuôi tiềm năng nó không có vượt xa được, tiềm năng nó chỉ là giới hạn ở cây nuôi chơi giải trí thôi chứ tiềm năng nó không có vượt xa đâu nha. Lên cây bạc trục được, nó đương nhiên là cây dừa phôi giá rẻ. Thủ công nha bạn.